Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì tiếp tục nữa là một chiếc Honda Scoopy nhập khẩu từ Indo. Em trai đi cùng với ba của mình xuống tận cửa hàng Mai Duyên. Thì em ở Cần Thơ nha. Đã bỏ qua rất là nhiều những trở ngại, khó khăn về đường xá ha. Cũng đã theo dõi kênh mình khá là lâu rồi. Cách đây em nói là khoảng 2 năm trước có xuống một chiếc AB. Bây giờ tiếp tục là một chiếc Honda Scoopy. Mua xe này là về cho mẹ sử dụng đó các bạn. Mình thay mặt cửa hàng cảm ơn em trai cũng như là hai bác đã có sự tin tưởng và ủng hộ cửa hàng Mai Duyên. Địa chỉ mình là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Đây là phía trước cửa hàng Mai Duyên nè. Đây ha. Và đây chính là tuyến đường Triệu Nương nè. Các bạn ơi, nếu mà các bạn từ phương xa đến đây mà chưa biết đường đi á, thì đầu tiên các bạn nên hỏi là hỏi Mỹ Xuyên trước. Xuống Mỹ Xuyên rồi, mình sẽ hỏi tuyến đường Triệu Nương hoặc là cửa hàng Mai Duyên. Thì những người dân sẽ dễ chỉ mình hơn nha. Các bạn chú ý ha. Đây là phần quà tặng của cửa hàng nè. Bây giờ mình vào giá trước cái. Giá hiện tại của nó là 35.9 và 36.9. Thì bản này là 35.9 nè, bản khóa kìa. Và bản 24 á, là mình cộng thêm 1 triệu. À xin lỗi các bạn, bản 22, 23 là giảm đi 1 triệu mới đúng chứ. Tại vì mình nhớ nhầm với bản khu chờ. Mình nhắc lại nha, 35.9 và 36.9 là bản 24 á, là mới nhất. Còn bản 23, 22 á, là giảm thêm 1 triệu nữa nha. Các bạn chú ý ha. Đó, câu bình nổ máy rồi. Nói chung là em trai với chú là không có dám lên hình, nên mình chỉ quay cho các bạn xem như vậy thôi ha. Đây các bạn xem nè, 35.9, 36.9, đời 24 là đời 22 rẻ hơn triệu nè ha. Ok, giá xe mình phải chính xác mới được, phải đúng và chính xác mới được. Rồi, đề luôn ha. Đó, động cơ cho mờ của Honda êm lắm các bạn. Đây là cái phiên bản màu nâu, màu nâu phối với màu vàng kem. Quà tặng là hai nón bảo hiểm, rồi áo thun, áo chùm xe và hai móc khóa. Các bạn nghe tiếng bô ha. Xe này thì chút nữa là em trai sẽ chạy về luôn các bạn, chạy về luôn ha. Rồi tắt nha. Có remote chìm xe nè, chống trộm luôn đó các bạn. Bên mình hiện tại còn rất là nhiều màu phiên bản này. Và những phiên bản đời 23 rồi 22 vẫn còn. Nói chung là nó chỉ phối khác cái màu thôi. Còn lại thì như nhau hết, động cơ, trang bị là giống hệt nhau hết nha các bạn. Cho nên nếu các bạn thích mẫu mà 22 á, thì mình có thể là mua mẫu 22 cũng được. Nó sẽ rẻ hơn 1 triệu. Đây, tem 3D nha. Hiện tại thì dòng xe này á, màu sắc của nó chắc có lẽ là lên đến mười mấy màu rồi. Nó rất là nhiều màu. Cứ một năm là Honda sẽ bổ sung thêm màu sắc mới cho chúng ta. Cho nên là màu sắc bây giờ nó rất là nhiều ha. Nó rất là nhiều. Mình có một video báo giá và chi tiết từng màu cho các bạn xem rồi. Đây nè các bạn, đây là cái màu này, khóa chìa nha, là nó đó, nó đó ha, nè cái tem nè, mẫu này là mẫu 24 nha. Thực sự là bây giờ các bạn kêu mình là liệt kê màu, là mình không nhớ nổi, nó rất là nhiều màu ha. Ngoài ra nó còn nhiều màu hơn nữa, ví dụ như đây nè, mặt khóa chìa. Thường là khóa chìa thì cái bảng màu của nó lại đẹp hơn là bảng khóa thông minh các bạn. Nó hơi ngộ như vậy ha. Thường là sơn bóng và phối màu, phối tem, nhìn nó đẹp hơn, bắt mắt hơn là bản khóa thông minh. Đây các bạn xem lại nha. Gương nè, gương tròn, sơn màu nâu luôn nè các bạn. Gương sơn luôn nha. Oppo sơn luôn, Oppo mình thấy sơn màu đen đó. Đây là phần đèn trước. Yeah. Cái màu nâu này á, mình nhìn nó hơi ná ná với cái màu nâu trên chiếc Honda BCX mới đó các bạn. Màu nâu này nhìn rất là sang. Cái màu này ha, nhìn nó sang lắm các bạn. Đi với màu vàng kem cổ điển nè.
Đây là thảm, thảm này sẽ mua rời nha các bạn. Thảm này mình mua rời nha. Bên trái là một cái cốp nữa nè. Đây, động cơ 110cc. Các bạn có muốn ra sao xem lại những phiên bản màu sắc còn lại không nè? Hiện tại là giá xe này bây giờ nó đang quá tốt rồi ha. Hôm nay thì đang là ngày 26 tây tháng 2 năm 2024 nha các bạn. Đây ha, mình đang có mặt ở trong kho xe. Thì xe mới vừa dời ra và bán thêm một chiếc phiên bản màu đen nữa cho một vị khách nữ đó các bạn. Đây nè, bắt đầu từ đây nha. Những phiên bản Honda Scoopy nhập khẩu Indo á, nó sẽ có một cái badge biển số phía trước, các bạn chú ý ha. Màu xanh mờ, đỏ mờ, trắng mờ. Đây là mẫu của Thái. Mẫu Thái này thì mình sẽ có bộ đồ báo giá riêng. Nó sẽ không có cái badge biển số phía trước. Mẫu của Thái Lan. Đây là màu xanh mờ nè các bạn. Xanh mờ 24 nó có tem. Xanh mờ 23 thì không có tem. Nè, xanh mờ 23 nè. Đó. Còn đây là phiên bản màu đen khóa chìa nè. Đen, xám, khóa chìa. Còn bản này là màu độ. Thì màu độ bên mình sẽ cộng thêm là 2 triệu nha các bạn. Bảo hành cho mình là 2 năm. Trắng hồng. Đây là chiếc Honda Scoopy màu đen mình nói lúc nãy. Bây giờ bạn Duy sẽ dẫn ra cho khách. Xe này thì một vị khách nữ ở thành phố Sóc Trăng. Còn chiếc lúc nãy thì là ở Cần Thơ lần đó các bạn. Ở Cần Thơ. Đây ha, full đen. Đây là bản 2024 nha các bạn. 2024 nó mới có cái màu đen này. 23 là không có đâu. Không có bản màu đen này đâu. Đây là cái màu mà Honda Indo á mang lên cho người dùng mình đó. Đen mờ. Các bạn nhìn nè. Đây. Mình vừa hỏi bạn Tuấn xong thì cái thảm này là 100 ngàn nha các bạn. Loại thảm dày nè. Scoopy ha. Thảm dày. Mình thông tin như thế để các bạn rõ. Nhiều bạn cứ đòi hỏi là phải có sẵn cái thảm này. Xe mình mua về là không có thảm đâu các bạn. Nó chỉ có gương thôi. Rồi những cái này là những phụ kiện rời. Mình sẽ mua rời nha các bạn. Oppo màu đen. Còn đây là chiếc xe màu đen. Màu đen của Honda thì nó không phải đen thùi đâu. Mà nó đen xanh xanh các bạn nhìn. Đó, nó ở ngưỡng xanh nha. Như các bạn nhìn nè, đây mới là màu đen. Đây là màu đen của xe thì nó sẽ hơi xanh xanh nhẹ ha. Đây là bản khóa thông minh thì giá của nó sẽ là 36 triệu 900 ngàn. Mình báo giá ngay khi khách đang đứng ở đây ha. Một cặp Scoopy ha, đang chuẩn bị về với chủ nhân mới. Đây, màu này. Màu này á, là màu sơn độ của CSH. Mình sẽ cộng thêm là 2 triệu và sẽ được bảo hành tới 2 năm màu sơn này nha. Rồi, mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Một lần nữa thay mặt cửa hàng, cảm ơn em trai cũng như là hai bác luôn đã có sự tin tưởng và ủng hộ cửa hàng Mai Duy bên mình. Xin chào bạn, xin chào các bạn nha.